Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 28 tháng 3. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các tổ chức, các cá nhân, hộ gia đình sẽ tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện bằng hình thức tắt điện và tắt các thiết bị điện không cần thiết. Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đối với tỉnh Lào Cai, giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 3. Trong đó, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường hoạt động truyền thông, vận động các cơ quan tổ chức, các trường học, doanh nghiệp và hộ gia đình tích cực tham gia hưởng ứng hoạt động giờ trái đất bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong thời gian 1 giờ, bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3. Năm nay, hoạt động giờ trái đất năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cùng hơn 100 quốc gia trên thế giới. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng dân cư, các hoạt động hưởng ứng meeting sẽ được thay thế bằng tuyên truyền quảng bá theo hình thức trực tuyến, thông qua kênh truyền thông, thông tin đại chúng, treo băng rôn khẩu hiệu. Theo thống kê của ngành điện Lào Cai, thì năm 2019, hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trên địa bàn tỉnh đã có phần giảm công suất, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh là 11.200 kWh. Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể công tác kiểm tra giám sát thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường được tăng cường, nhất là ở các khu công nghiệp đô thị, đầu tư đưa vào hoạt động hiệu quả các nhà máy xử lý rác thải, nước thải tại thành phố Lào Cai, xử lý nước thải ở khu công nghiệp Tàng Lỏng. 100% các bệnh viện xử lý rác thải đúng quy định. Các nhà máy tại khu công nghiệp Tàng Lỏng đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết bị xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, trạm quan trắc khí thải tự động. Chất lượng môi trường nông thôn được cải thiện có 48 trên 143 xã đạt tiêu chí môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đầu tư hệ thống quan trắc tài nguyên nước giám sát về lưu lượng, chất lượng của một số sông suối, tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành 50% việc cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước, hoàn thành 100% việc khoanh vùng khu vực ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước ngầm, thực hiện hiệu quả công tác cảnh báo thiên tai, chủ động phòng chống thiên tai, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai phối hợp với phường Xuân Tăng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có khó khăn về nhà ở. Chị Lục Thị Yến, tổ 6 phường Xuân Tăng là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất khả năng lao động, nhà 6 khẩu, bản thân thường xuyên ốm đau phải đi viện. Ngôi nhà gỗ của chị được xây dựng cách đây gần 30 năm nhưng không có điều kiện sửa chữa nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự kiến ngôi nhà mới có diện tích 60m2, tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, trong đó hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, phường Xuân Thăng hỗ trợ 1 tấn xi măng, còn lại gia đình chị Yên tiết kiệm vay mượn thêm bạn bè người thân. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp phụ nữ nghèo có nhà ở ổn định, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội giảm nghèo bền vững. Công trình trụ sở khu hành chính mới của huyện Bảo Yên là công trình quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của huyện thêm văn minh hiện đại. Hiện huyện Bảo Yên đang phối hợp với các ngành liên quan, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án trụ sở khu hành chính mới huyện Bảo Yên được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2017 với tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng, Công trình có diện tích sàn trên 10.000 10 m2, đáp ứng quy mô làm việc của 254 cán bộ, công chức, viên chức và các điều kiện dự trữ phát triển trong tương lai. Công trình bố cục công năng thành 3 khối, gồm khối nhà hành chính 6 tầng là khu vực làm việc của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, hai khối nhà 3 tầng là khu vực làm việc của các đơn vị sự nghiệp, bộ phận tiếp dân, các ban xây dựng Đảng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần làm cho diện mạo đô thị của huyện Bảo Yên thêm văn minh hiện đại trung tâm hành chính mới thì sẽ làm một điểm nhấn của cái quy hoạch trung tâm đô thị của Bảo Yên và từ cái trung tâm hành chính này thì các cái phân khu chức năng cũng như các cái khu vùng lân cận sẽ là những cái điều kiện để hình thành các cái khu dân cư, các cái nơi mà phát triển kinh tế xã hội rất là tốt. Và chính vì vậy mà khi anh khi để thực hiện cái uh, hoàn thành cái khu hành chính mới này thì các cái vùng lân cận sẽ là trở thành những cái khu đô thị và sẽ tạo điều kiện để phát triển trong tương lai. Đến thời điểm này, khu trụ sở trung tâm hành chính mới của huyện đã hoàn thành được trên 80% khối lượng công việc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên tiến độ của công trình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, thiếu hụt nhân công. Cùng với đó là khó khăn do địa chất phức tạp, rất nhiều đá nên việc làm mặt bằng, làm móng tốn khá nhiều thời gian. Vượt qua những khó khăn ấy, đơn vị thi công đã và đang cố gắng để triển khai các giải pháp thi công, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Chúng tôi phải cố gắng, cố gắng hết sức đảm bảo coi như là kịp thời gian của cái công trình này đưa vào để sử dụng của đại hội đảng. Chất lượng của chúng tôi là làm là coi như là cái công cái nguyên vật liệu là cái gì là chúng tôi làm cái chất lượng thì của đó là giám sát của đó là từ đầu đến cuối làm bây giờ là hiện đại nó không phải là như thời ngày xưa mà bảo là cứ làm ảo à, bây giờ là cứ phải làm đến đâu là phải có nhiệm thu kiểm tra ban bệ kiểm tra hết thì chúng tôi bắt đầu mới tiến hành đến cái tiếp theo cái việc mới với sự nỗ lực của huyện các đơn vị thi công công trình trụ sở khu hành chính mới của huyện Bảo Yên sẽ hoàn thành đúng tiến độ kịp thời đáp ứng cho việc tổ chức đại hội đảng bộ huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các thủ tục cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng quản lý các điểm giết mổ gia súc gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2025, xây dựng 38 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ tại các xã, phường, thị trấn Hình thức giết mổ thủ công đảm bảo vệ sinh, động vật được giết mổ trên các giá hoặc trên bệ cao hơn mặt sàn 40 cm, công suất giết mổ tối thiểu từ 10 đến 50 con trên một cơ sở trên ngày đêm. Cơ sở giết mổ có các công trình xử lý chất thải, nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ động vật, hạn chế mức thấp nhất ô nhiễm môi trường, từng bước xóa bỏ và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ ở hộ gia đình. Chấm dứt việc giết mổ động vật không đảm bảo vệ sinh giết mổ động vật trên nền, trên sàn, gia súc, gia cầm được giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y đúng quy trình hướng dẫn của cơ quan thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Cũng theo kế hoạch sẽ đưa 481 hộ kinh doanh giết mổ động vật tại hộ gia đình vào các cơ sở giết mổ quy mô nhỏ mới xây dựng. Tại các cơ sở này có cán bộ thú y thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra trước và sau khi giết mổ động vật, đóng dấu kiểm soát giết mổ trước khi vận chuyển đi tiêu thụ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh giết mổ, gia súc, gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây ở huyện vùng cao Bắc Hà xuất hiện rất nhiều mô hình sản xuất trồng trọt chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong số đó, mô hình chăn nuôi gà đen, một trong những giống gà quý cho giá trị kinh tế cao của hộ gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh ở thôn Na Bắc Ngam, xã Tà Trải, đã rất thành công với nguồn thu nhập mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng. Khu trang trại rộng hơn 1,5 hecta này của gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh nằm tương đối tách biệt với những khu dân cư khác của thôn Na Bắc Ngam xã Tà Trải. Truyền từ thị trấn Bắc Hà về đây sinh sống và xây dựng trang trại từ 5 năm trước, gia đình chị Lan Anh đã chọn giống gà đen hay còn gọi là gà ác, vốn dĩ là một trong những loại gà quý cho giá trị kinh tế cao để gây dựng mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Thấy trứng sạch ở trên này, Lúc nào cũng được giá từ ngày xưa nó đã 5.000 rồi. Với lại cái đặc sản gà đen nó nó nổi tiếng rồi mà dần dần thì người dân người ta đi lao động ở Trung Quốc người ta cũng nuôi ít đi. Mà trứng ngon với lại gà ngon lúc nào cũng thiếu ấy. Thì em thấy như thế xong bắt đầu là em có ý định là nuôi gà đen. Nhờ đầu tư bài bản và nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh nên mô hình chăn nuôi gà đen của gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh đã thành công ngay từ lứa đầu tiên. Hiện nay trang trại của gia đình chị thường xuyên duy trì khoảng 4.000 con, chăn nuôi hoàn toàn theo phương thức truyền thống. Sản phẩm gà đen của nhà chị Lan Anh đã có thương hiệu, được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Bình quân mỗi tháng, gia đình chị thu về khoảng 25-27 đến 27 triệu đồng từ bán trứng và gà thịt. xu hướng của thời đại là phải ngon, sạch và là cái giá cả phải chăng và nếu mà mình muốn phát triển ấy, thì cái số lượng phải đáp ứng với nhu, nhu cầu của thị trường. nhanh nhạy và em cũng đang khao khát cái kiểu mình muốn có vốn để mà mình hướng đến cái nông nghiệp công nghệ cao. xanh sạch có nghĩa là để cái sản phẩm của mình là nó nó đúng theo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Lan Anh còn thường xuyên trao đổi với bà con trong vùng kinh nghiệm nuôi gà đen. Thời gian tới, gia đình chị dự định sẽ chọn ra những con giống bố mẹ có chất lượng tốt, mua máy ấp trứng để chủ động hơn trong việc sản xuất và cung ứng nguồn giống gà quý tại chỗ, phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của gia đình, cũng như các hộ dân có nhu cầu chăn nuôi gà đen tại địa phương. Tới đây thì lượng dành cho bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.